Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ước Thế Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Việt Nam Cộng Hòa, không còn nghi ngờ gì chính là một chính phủ bù nhìn, tay sai của ngoại bang, cộng rắn cắn gà nhà và là tội đồ trong lịch sử Việt Nam. Các tổng thống của chế độ này như là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu luôn bị lên án bởi những người Việt Nam yêu nước chân chính. Tuy nhiên tổng thống Dương Văn Minh lại là một ngoại lệ. Nhiều người vẫn giữ cái nhìn khách quan và có một chút thông cảm xen lẫn biết ơn với ông này, bởi vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã chọn chủ trương đầu hàng quân giải phóng, tránh cho nhân dân miền Nam khỏi rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi. Vậy rốt cuộc ông này có phải là tay trong của quân giải phóng hay không? Vì sao vào ngày 30 tháng 4, sau khi đọc diễn văn đầu hàng, ông lại đi ăn trưa cùng tướng tá của quân giải phóng? Anh em hãy cùng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi giải phóng Huế, Đà Nẵng quân đoàn 2 đã tiến thẳng về Sài Gòn. Trên đường tiến vào nội đô, quân đoàn nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh là phát triển tiến công thật nhanh vào các mục tiêu, kêu gọi địch đầu hàng, nộp toàn bộ vũ khí, bắt giữ và tập trung các sĩ quan địch từ cấp tá trở lên. Khi tiến vào Dinh Độc Lập, xe tăng 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy là xe đi đầu binh đoàn thọc sâu. Đội nhân dân chỉ đường, xe đã mở hết tốc lực, húc vào cánh cổng bên trái, cổng hẹp, lại có hai trụ sắt vững hai bên nên là xe bị mắc kẹt và phải lùi. Đi sau là xe tăng 390 do chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Thấy xe 843 bị kẹt, chỉ huy liền cho xe 390 vòng sau xe 843 và húc vào cổng chính, phá tung cánh cửa sắt vào trong sân Dinh Độc Lập. Xe 843 ngay lúc đó cũng qua cổng vào trong sân Dinh. Tiếp đó nhiều xe khác cũng vào đầy sân. Đội trưởng Bùi Quang Thận vì đã biết lệnh của quân đoàn, ai vào trước thì cắm cờ lên Dinh Độc Lập nên đã xuống xe, cầm cờ giải phóng chạy lên tầng thượng, giật rơi cờ chính quyền Sài Gòn và kéo lên lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lúc ấy là đúng 11:30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cùng lúc, toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn bị bắt sống, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vào Dinh Độc Lập lúc đó có Tư lệnh Nguyễn Hữu An, Phó Tư lệnh Hoàng Đan, Phó Chính ủy Nguyễn Công Trang cùng một số cán bộ đi cùng. Ngay sau đó Tư lệnh đã chỉ thị việc bố trí canh gác và sẵn sàng chiến đấu. Bộ đội phải duy trì nghiêm kỷ luật vì theo quy định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 2 phải bàn giao Dinh Độc Lập cho Quân đoàn 4 quản lý. Cán bộ chính trị cũng có nhiệm vụ đến chỗ phòng họp ghi lại toàn bộ danh sách nội các chính quyền Sài Gòn đang ngồi đợi ở đó. Rút kinh nghiệm từ bài học giải phóng Đà Nẵng, không có những quy định cụ thể để đảm bảo trật tự cho thành phố, dẫn đến việc người dân tự ý phá kho gạo khu vực bán đảo Sơn Trà để lấy gạo ăn, gây mất trật tự. Sau khi Dương Văn Minh được đưa tới đài phát thanh Sài Gòn, đường Nguyễn Bình Khiêm phát lệnh cho ngụy quân đầu hàng vô điều kiện. Bộ Tư lệnh phân công ông Nguyễn Công Trang dự thảo bản thông cáo số 1 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Viết xong, ông đưa cho Tư lệnh An và Phó Tư lệnh Đan, phái viên Nguyễn Nam Long của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đọc góp ý, sau đó đưa đến đài. Khoảng 13 giờ chiều hôm đó, đài phát thanh Sài Gòn đã đọc bản quân lệnh ngay sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh. Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống Chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn, từ Trung ương đến địa phương trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Sau đó giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu trực tiếp, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chánh quay trở về vị trí cũ theo hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Kế tiếp là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chính quyền Sài Gòn. Quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn thành phố Sài Gòn, Gia Định lúc 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chính quyền Sài Gòn đã đầu hàng vô điều kiện và tạm thời nêu 6 quy định để mọi người thực hiện như các cơ sở điện nước phải hoạt động, ngụy quân ngụy quyền phải đến trình diện ở Ủy ban quân quản, sẽ đặt ở các quận huyện, không ai được lấy của công, sẽ thiết quân luật từ 18:30 tối 30 tháng 4 năm 1975 đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Ai ở đâu thì ở nguyên đó, không được đi lại trong thành phố. Do kịp thời thông báo bản quân lệnh trên toàn thành phố mà đêm 30 tháng 4 năm ấy, Sài Gòn đã bình yên, điện trên các ngõ đường đã được thắp sáng. Bữa ăn trưa vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 của quân đoàn vẫn theo nếp hàng ngày là từng xe nấu riêng trong ống cóng, ango, treo ở gốc cây, vẫn là cá khô, thịt hộp, rau khô. Khi vào chiếm được Dinh Độc Lập,
quân đoàn đã phân công cán bộ giữ chìa khóa tất cả các phòng, các kho. Đến giờ nấu ăn, cán bộ đó đã gọi nhân viên nhà bếp của Dinh Độc Lập đang ngồi ở góc sân đi theo vào kho để đồng chí ấy phát lương thực, thực phẩm nấu nướng cho các thành phần nội các đang ở trong phòng họp. Theo Thiếu tướng Trang, khi nấu xong, trực tiếp ông đã mời ông Dương Văn Minh và cộng sự thân cận là Vũ Văn Mẫu dùng bữa cùng, nhưng họ từ chối. Tuy nhiên khi đó, ông Dương Văn Minh đã nói: "Các ông nhân đạo quá." Một hôm của năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trong câu chuyện, ông Sáu Dân hỏi luật sư Nguyễn Hữu Thọ: "Anh Ba đánh giá như thế nào về ông Dương Văn Minh?" "Tôi nghĩ đó là một người biết vì dân tộc," luật sư Nguyễn Hữu Thọ đáp. Sở dĩ ông Nguyễn Hữu Thọ nói như vậy là bởi một câu chuyện mà ít người biết tới. Sáng ngày 30 tháng 4, một sự kiện đặc biệt xảy ra trước giờ G của cách mạng. Đó là việc tướng già Pháp Van Ursem từ Paris bay qua, không hẹn trước, đã vào dinh thủ tướng xin gặp Dương Văn Minh. Lý Quý Trung là người đầu tiên tiếp và đưa Van Ursem vào gặp Dương Văn Minh. Ở giờ phút đó, Van Ursem nêu giải pháp với Dương Văn Minh, yêu cầu ông lên đài phát thanh tuyên bố cần sự trợ giúp của nước ngoài với lý do Hà Nội vi phạm Hiệp định Paris. Van Ursem cam kết trong vòng 24 giờ sẽ có quân đội ở nước ngoài và nói rõ là quân đội Trung Quốc sẽ đổ vào miền Nam và tình thế sẽ được cứu vãn. Dương Văn Minh nghe xong trả lời ngay: "Tôi cảm ơn thiện chí của các ông, nhưng trong đời tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc." Nói xong, Tướng Minh bắt tay, cảm ơn và tổng tiễn Van Ursem ra cửa để ông chuẩn bị đọc tuyên bố của Tổng thống yêu cầu binh lính Cộng Hòa ngưng nổ súng và chuẩn bị bàn giao chính quyền. Lý Quý Trung nói đó là một quyết định lịch sử. Ông Minh không muốn gì hơn là chấm dứt chiến tranh, là bàn giao chính quyền cho cách mạng. Lý Quý Trung bình thêm, nếu thời khắc đó Dương Văn Minh chỉ cần im lặng hoặc mấy lời hô khẩu hiệu bảo vệ Sài Gòn thì chắc chắn Sài Gòn tan nát và sẽ có cảnh máu đổ đầu rơi. Trong bản copy tuyên bố trên đài phát thanh của ông Dương Văn Minh ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn văn như sau: "Đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sanh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào." Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu nhận xét. Nhìn nhận một cách khách quan theo tư duy người làm sử, có thể thấy thế này: không phải tự dưng Dương Văn Minh nhậm chức tổng thống và lại nhận khi không còn gì nữa. Tôi nghĩ phải có sự vận động của các lực lượng cách mạng, và ông Minh là người không thân Mỹ, một người có tính dân tộc và có tình cảm với phía cách mạng. Ông muốn Sài Gòn không đổ nát, ông không muốn cảnh tử thủ Sài Gòn để rồi chết chóc, nên ông nhậm chức tổng thống là như vậy. Trong những ngày cuối cùng, giải pháp của Dương Văn Minh là tìm gặp, là thương lượng để bàn giao. Tối 29 tháng 4, ông đưa vợ vào Dinh Độc Lập ngủ và chờ mặt trận dân tộc giải phóng. Và khi người lính cách mạng đầu tiên tiến vào dinh, Dương Minh đã thốt lên: "Các anh đã về, cách mạng đã về, chúng tôi chờ các anh đến để bàn giao." Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, một tuần lễ, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trong cuộc họp báo, sự đầu hàng của chính quyền Sài Gòn là không tránh khỏi. Henry Kissinger thì hy vọng Dương Văn Minh làm Tổng thống sẽ thương lượng được với chính phủ cách mạng để bàn giao. Nói cách khác là có sự đầu hàng trong danh dự. Sau này khi qua Paris, ông Dương Văn Minh kể lại: "Những ngày ở Paris thường xuyên có các thế lực phản động đến vận động ông làm ngọn cờ chống lại chế độ nhà nước ta. Dương Văn Minh dứt khoát từ chối." Dương Văn Minh nói một câu rất cảm khắc: "Tôi không góp được gì thì cũng để lại cái tình đẹp với quê hương." Qua những câu chuyện trên, rõ ràng là đến phút chót thì các nước lớn vẫn không từ bỏ âm mưu để chia cắt đất nước ta. Nhưng ông Dương Văn Minh trong thời điểm lịch sử đã chọn là một người Việt Nam vì Việt Nam, đập tan mưu đồ của bọn bá quyền. Và video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.